Điều cuối cùng trong 7 việc mình chỉ cần phải làm trong vòng 30 ngày đầu là tham dự tất cả những sự kiện của công ty, của hệ thống, của đội nhóm. Đó là những việc rất cần thiết. Nó cũng giống như mình chỉ tham gia bất cứ ngành nghề nào mình cần một cái thời gian học việc mình thì tham dự những cái sự kiện là những cái nơi mà mấy anh chị sẽ học được rất nhiều, không những từ phía công ty, từ phía sản phẩm, từ những người có kinh nghiệm, mà từ những cái người, nhiều người khác nhau anh chị. Và đó là những cái sự kiện để mấy anh chị có một cái tầm nhìn lớn hơn. Và đặc biệt khi mấy anh chị đã tham dự những cái sự kiện như vậy, mấy anh chị cảm thấy cái tầm quan trọng để mà mình mang đội nhóm của mình đi mấy anh chị. Công ty thì có những cái chương trình hội nghị hàng năm, công ty có những cái chương trình expo, riêng đội nhóm hệ thống có những chương trình, ví dụ như những cái Success Olympics, rất nhiều sự kiện mấy anh chị, và hàng tuần đều có những cái chương trình BB, và đội nhóm của mấy anh chị có thể có những cái chương trình hội họp, gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hàng tuần. Chắc chắn đây là những điều rất cần thiết mấy anh chị, và một trong những cái đầu tư rất cần thiết ở trong cái kinh doanh với Nutrien là mấy anh chị nên tham dự những cái sự kiện. Nó mất một chút thời gian mấy anh chị, nhưng mà đó là những cái vốn về kiến thức rất lớn. Việc qua những cái phương tiện như vậy giúp cho mấy anh chị cứng cáp hơn, trưởng thành hơn để có thể thành công một cái trò chơi trong cái cơ hội với Nutrien.